Sau thời gian tích cực phối hợp triển khai, ngày 17 tháng 10, Vietinbank và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội chính thức khai trương dịch vụ thanh toán trực tuyến qua thẻ khám chữa bệnh do Vietinbank Tràng An cung cấp. Tham dự buổi lễ có bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Bùi Quang Vinh, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, ông Đàm Hồng Tiến, Giám đốc khối bán lẻ Vietinbank, bà Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Vietinbank Tràng An. Tại buổi lễ, ông Đàm Hồng Tiến nhấn mạnh, sự kiện khai trương dịch vụ đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc vận hành mô hình bệnh viện thông minh, có phần thực hiện đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong ngành y tế. Với dịch vụ này, người bệnh không chỉ tiết kiệm được thời gian, rút ngắn các quy trình khám chữa bệnh, giảm thiểu căng thẳng, rủi ro khi thanh toán bằng tiền mặt. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho bệnh viện trong việc thu viện phí, quản lý hồ sơ bệnh án dễ dàng qua thẻ khám chữa bệnh. Qua đó, góp phần vào sự phát triển, hiện đại hóa hệ thống thanh toán và nâng cao chất lượng dịch vụ của bệnh viện. Phát biểu tại lễ khai trương, ông Bùi Quang Vinh đã gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Vietinbank Tràng An đã hỗ trợ các thiết bị và xây dựng thành công giải pháp thanh toán trực tuyến qua thẻ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Cũng tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đã gửi lời chúc mừng về sự hợp tác hiệu quả giữa Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và Vietinbank Tràng An khi triển khai thành công dịch vụ thanh toán viện phí trực tuyến bằng thẻ khám chữa bệnh. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.